Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tôi xin lỗi bác. Có lũ tài mà tôi tiếc cha nội ơi, quên quên. Giờ bà vua. Bà vua hồi chứ. Ôi bạn hàng ơi, xin lỗi. Bà vua hồi chứ ngắt quá. Mặt mày. Ông ca mà cái giò tôi thấy như điện giật, tôi đứng không ngay luôn. Nghe hả? Vậy về dịnh cái giò lại nha. Rồi rồi, về dịnh cái giò. Cứ tôi là phải ông cho tôi đụng cái. Tôi với thằng kia mới vợ chồng. Chết mẹ không, vậy là ông là... giúp cho sự nghiệp vậy là chứ. Vậy là phải ông ngay là phải vớt con trái trước. Con trái xả tôi. Chết mẹ không. Ghét hàng thù giờ chơi cái lấy tiếng mơ, đạp tiếng qua chứ giờ. Mặc dạ. Rồi cái hàng ông chú rể rồi. Chú rể về chuyện đó thì tôi rủ nó sao. Ừ. Phải cho ông thưởng thức cái. Vậy mà ông ngay được thưởng trước. Trước. Rồi tới hàng kia là gót rượu sao, rượu bầu. Rồi hàng kia là tối động phòng tính sao. Tối sao kia giải quyết nó tôi nó xử đâm luôn. Ừ. Chơi mẹ luôn à. Muốn chơi cỡ nào chơi cỡ đó nhà luôn à. Đâu quýnh thì đụng. Làm mai cho mơ một người chịu không? Chịu. Rất đẹp trai. Đúng, đâu rồi đó. Là tên là Trí. Vậy hả? Ừ. Ngày mai hoặc mốt anh Phong chở người đó vô. Chưa có vợ ha? Chưa vợ. Và người đó cũng thích những người gái đẹp như Mơ vậy đó. Ok. Và Mơ cũng thích đó đó. Mơ cũng thích những cái người mà giống như là trai đâu trẻ mà có sức khỏe. Đúng. Gồng gánh với Mơ. Hợp mới được à? Ừ. Hiền hậu. Ừ. Chứ ông bây giờ tôi ông đó tình yêu què gì. Bởi vậy hai đứa mình vô cỡ như... độ tôi thấy cũng như là lửa rần rơm mà như đá gần chùa chứ. Ừ. Không có được đâu, gom cháy ta trơn à. Ừ. Không được ha. Không, thằng Út tôi bên đây người thôi bây giờ hai đứa mình cứ như là chia tay từ đây đi. Bớt đau khổ đi. Ừ, bớt đau khổ với chia tay sớm. Chia tay cho bản coi, ta chia tay ra nhau coi. Nhưng mà hỏi cái vụ nè, là mai hoặc mốt giới thiệu cho Mơ một người, chịu không? Hên xui à. Tới là hai người tìm hiểu nha. Chịu không? Nói câu chú anh chị. Phong ví dụ dẫn, nếu mà hợp thì để với ảnh, còn hợp thì thôi. Ừ. Ở vậy luôn. Đúng rồi. Cái này là cho hai người tìm hiểu. Ừ. Người kia chưa vợ và đây chưa chồng. Chưa chồng. Đó. Gái chưa chồng, gái một con trong mòn con mắt. Trai chưa vợ. Hai gái một con ấy, trong mòn con mắt. À. Trai chưa vợ, hai con mắt lọt chồng. Ừ. Sao? Bó tay mày luôn. Bó tay luôn. Còn đàn ông rồi sao? Ừ? Đàn ông có vợ rồi sao? Tôi không biết cái câu thơ nè. Đàn ông có vợ. À. Đàn trai... ông có vợ sao anh dạy em ra? Đàn ông có vợ hả? Ừ. Làm thơ ra. Như là gông đeo vào cổ chứ có gì đâu. Vậy hả? Ừ. Ủa sao đàn ông có vợ mà sao gông đeo cổ trời? Ừ. Ngộ hả? Rồi đàn bà có chồng. Thì cũng vậy luôn. Thì nó đã nói là hai đứa mà cưới nhau rồi là phải gắn kết với nhau. Anh nói vậy nè. Đàn ông có vợ như đeo dây xích vào cổ. Ừ. Đàn bà có chồng đeo lụa hái vào đeo gì? Cổ luôn. Đeo gì? Lụa hái á. Lụa hái là gì? Lụa hái cắt lúa đó. Trời ơi, lưỡi hái. Ừ. Trời ông nói chuyện với ông, nói lại tâm sự. Cái này gần tiếng mà gặp bà Mơ này chắc về banh cổ luôn á. Ừ. Ông làm việc, ông nói chuyện đàng hoàng, gặp tao. Ê. Lâu lắm á. Vậy thôi nha, quyết định nha. Là ngày mai đó là sẽ dẫn cái người đó qua nha. Dạ. Thì hai bên tìm hiểu nếu ok thì đến với nhau luôn nha. Dạ. Thiện giật nữa nè. Tại vì cái người đó đó là cũng rất nổi tiếng trên mạng luôn. Ừ. Hai đứa sáp với nhau. Biết đâu á là nhiều khi đi đến được luôn á. Bữa nào ủng hộ quay cho hai vợ chồng ở tân nghiệp. Ừ, thấy không? Thấy rồi. Bà này nè, thấy vậy chứ bà cũng biết thương xóm giềng lắm, cũng kêu giúp này giúp kia nữa. Nghèo dữ lắm luôn, rồi chồng đi nướng gà. Vợ thôi bây giờ mình lo cái chuyện hai đứa mình với nhau đi. Ừ, bây giờ chia tay đi, ngày mai tôi sẽ kiếm một chồng khác cho. Ừ. Hiểu không? Ừ. Ok không? Ừ. Nghe nha. Ừ. Không, bây giờ là về, nhưng mà trước khi về á, ừ, cho tiền ăn bánh chịu không? Chịu. Đồ. Mà giờ đâu đi nữa. Đi đâu nữa? Đi uống cà phê. Thôi. Không cho hả? Bây giờ anh Phong phải đi về. Không có. Bây giờ anh Phong đi về. Bữa nào đi ha? 2 giờ rồi. Bữa nào cứu được không? Chịu à. Cứu tôi không? Đã nói rồi, kiếm cho ông khác rồi. Ờ, quên quên, xin lỗi bác. Ừ. Trời ơi, ông trời ơi, tôi xin lỗi bác. Có lũ tài mà tôi tiếc cha nội ơi, quên quên. Giờ bà vua. Bà vua hồi chứ. Ôi bạn hàng ơi, xin lỗi. Bà vua hồi chứ ngắt quá. Ở mặt mai thằng khác mà tôi quên. Quên vua quên. Rồi, gài nút coi. À, chứ đâu bác. Gài nút lại, gài nút lại. Bà băng nút luôn hả? À, nó lú lú. Chị mẹ ơi, ở đâu chơi chủ đồn rồi ông nội ơi. Thằng ở đời đồng chủ đồn rồi Sơn ơi.
ông bằng mai khác đó. Bây giờ bữa là... đám cưới tôi là phải ông cho tôi đụng cái, tôi với thằng kia mới vợ chồng. Chết mẹ không, vậy là ông là... giúp cho sự nghiệp vậy là cứ. Vậy là phải ông mai là phải dớt con trái trước đụng cái xả tôi. Chết mẹ không, ghét hàng thù giờ chơi cái lấy tiếng mơ đạp tiếng qua chứ giờ. Mặc dạ. Rồi cái hay cái hàng ông chú rể rồi. Chú rể về chuyện đó thì tôi đủ nó sao? Ừ. Phải cho ông thưởng thức cái. Vậy mà ông mai được thưởng trước. Trước. Rồi tới hàng kia là gót rượu sao, rượu bầu. Rồi hàng kia là tối động phòng tính sao? Tối sao kia giải quyết nó tôi nó xử đâm luôn. Ừ. Chơi mẹ luôn à. Muốn chơi cỡ nào chơi cỡ đó nhà luôn à. Quýnh thì đủ mẹ anh em mà chạy luôn à. Mấy con nhỏ này với ông kia mở hả tối mà nó động phòng chắc nó nói ở đây là ta gọi là động đất luôn nè. Ừ. Đúng, vậy đúng. Đó ngày đám cưới em ơi thì bây giờ anh Phong á là anh bằng ma cho em, anh nào không biết cùng đi tỉnh về không biết chứ cũng đẹp trai lắm hơn em được. Mà em để cho ông Phong đủ trước rồi thằng chú rể đủ sau, ý em vậy rồi trong phỏng vấn đồng ý không? Ừ, có cho không? Ừ, với hỏi bà vợ vợ có hỏi không? Hỏi ông cho ông kìa. Để cho ông mơ đủ không? Chứ ông mơ là ở dạng này nó là không đủ đó. Ừ, đủ bỏ ghét. Ừ, đủ má đủ cho má giờ là chơi ông mai trước. Ông. Ừ, tới quá em đẹp hoài, nó mơ đẹp hoài rồi đủ hoài, đủ tao đủ cho, đủ bỏ ghét, đủ Hàn Quốc siêu dông, chơi rồi đủ dông luôn, chịu chưa? Má quá đẹp hoài. Bữa này mà đẹp mình tới đó ăn đẹp mà. Đẹp mà em đâu có đủ anh rồi, em đâu đủ cho đủ luôn. Chơi luôn hả? Ừ, chơi siêu dông. Má tao bỏ tao mới luôn. Không không nói chuyện nghe. Hồi nào anh có đủ con gái siêu dông không? Không hả? Có. Cái đủ gì? Bỏ luôn là kêu siêu dông á. Không. Hàn Quốc á. Không. Không hả? Đủ sự thật luôn hả? Bây giờ á, một là vợ, hai là mơ rồi đó. Rồi, chứ quái tôi rồi đó. Giờ chưa dám ai á. Dạ. Nói chuyện chứ mơ chưa vô đời yêu đó. Ừ, quá trời rồi. Ừ, sợ anh Việt Nam ha. Hồi đó em có, anh biết ha. Cái thằng ở chân gì nè. Thằng em, chồng của em bé Thun đó. Ừ, bây giờ nè, để... Có đẹp lắm là. Ê, bác sĩ. Để con hỏi em, để... em dâu em á, mình dây trắng bóc. Ừ, để Phong... tính tiền hoài ngân hàng. Để Phong nói với cô chú mà... Mình dây là đứa con gái đẹp. Thưa quý cô chú anh chị. Dẫn em đi vào chơi coi. Thì clip sau. Ê, nó nghe nè. Gì? Bữa nào dẫn em đi chở lên ô tô trên đầu núi mấy người chết rồi cái mình mua trái dừa trái cây rồi mình lấy dao gọt trái cây ăn ngồi nói chuyện chứ. Đi lại nghĩa địa mới chịu. Ờ, nghĩa địa nghĩa trang á. Ừ. Ở đó đó ba. Sao lựa chỗ độc không được. Ba lại cái chỗ mà khói khói âm mưu con quái tâm tối đó. Trời ơi, vô đó núp lùm hả? Trên đó núp lùm vậy. Ba chạy lên đó gần núi đồi cao nhóc hết trơn. Mà có ai kêu đi đó không? Hả? Có ai kêu hay là tự không nhiên? Không có, cái đó là những người giàu xe hơi, ta mấy trăm ngàn chiếc, ta chạy lên đó chơi vợ chồng. À, đó. Ăn uống cúng rồi, cái qua người ta về. À. Nên ta cúng mấy người chết cha mẹ, ta gửi cho anh ta cúng á. Vậy là cái đó là lên núi. Đó. Lên núi à? Lên núi mới được lên đèo đó. Chết nghe người đông nè, mạnh ai mới cúng đó qua, lên đó ta về. Cắt trái chuối, trái mít, trái gì ta cúng để nó ăn. Hiểu rồi. Đó. Không hiểu người ta giao tiếp hiểu không? Đó, bây giờ đó. Hồi nào đó. Em có đi đó không? Bữa, không? Bữa mà đám đó, cưới. Đó giờ có chở vợ con đi cái điều đó chưa? À, bây giờ nè, để đám cưới đi. Mẹ. Đám cưới đó, rồi hai đứa động phòng rồi núi cho động phòng. Ừ. Ha. Đủ rồi, xong rồi đi anh chảnh ngồi chơi gần núi rồi đó. Lên trên núi động phòng. Ừ. Lên núi hả? Mình ngộ à. Đây qua ông nào cho qua còn cơ à. Chết thịt sơ à, ông nổi quậy à. Cha. Mà lý nó chụp cho vợ. Lại. À, mới nhìn kìa, quậy, là thấy chồng mơ cùng không? Nó tới trước luôn rồi đó. Ai, à, nói chuyện với mơ cùng chưa, kìa, bà nhìn đó, bà chồng chết rồi đó. Dạ. Nó nói cái tù quỷ này, ta nhìn giống như mà nó làm gì, nó giật giật rồi kìa, bà nói. À, dạ, bà dâu đó, bà thấy tôi ốc nổi con. Bây giờ, ngày mai sẽ chắc ăn. Bây giờ tôi hỏi ông nè. Chí đi qua nè, sẽ là một cái sự kiện với nó là Thôi chí dần bỏ đi, bây giờ mình tâm sự cái vấn đề nè. Hai đứa mình đi ha. Ừ, hai đứa mình yêu nhau đi. Ủa quên, xin lỗi, cũng yêu nhau nữa. Yêu không? Mai cái. Yêu không? Yêu luôn à. Bây giờ tôi hỏi ông nè, tôi dạ. Cũng nhớ nè. Ông đi Vũng Tàu, ông đi đâu đó, ông tắm biển, ông có thấy người ta chuộng trần không? Có. Bận quần slip không phải không? Có. Bận áo vú rồi hả? Có luôn. Không có chuộng nha. Không. Phải chuộng mà chạy tôi lại à. Ở chuồng á. Rồi vô ao hồ tắm ha. Khi nào lại vô. Có mơ mấy ngàn người, mấy ngàn người luôn hả? Đồng lắm. Trời ơi, nó vui. Có chạy bò nè không, đi biển không? Cũng mới cái cầu chưa chắc là đi ra ngoài được à. Trong mặt ha. Nè, có. Xa không, xa không? Xa lắm. Xa lắm mà má, bà đi không nổi đâu. Ở chuồng bận con chưa tiếp tắm không à, bãi biển Vũng Tàu á. Mẹ ở đây có hả? Ở đây đâu có, nước cạn mà có vậy. Mà nhớ nha, nữa mà có đi Vũng Tàu á
là phải nhớ phải mặc đồ đàng hoàng nha, không ở trần ở chuồng nha. Ở đó em bận cái quần slip đỏ, áo vú đỏ. Tôi cho anh chụp hình đủ đi, mẹ thấy đen tôi lùi luôn. Trời ơi, đen tôi lùi luôn. Dòng có đông qua, dòng có tay. Bó thầy bà mơ. Em bận cái quần slip mà không có dài nghe, em lỡ hai cộng chỉ em còn có đáy em dừng lên. Mà bộ thích đi Vũng Tàu lắm hả? Ừ. Từ đó giờ có đi chưa? Ừ. Em đi du lịch từ đại ca. Mà từ đó giờ đi được mấy lần rồi? Dạ. Từ hồi lúc mà làm cho ông Tấm Thành á. Không, có đi đó em có chồng, người ta cho em đi du lịch mà em đi... Đi đâu? Tắm biển ở Sài Gòn, Bến Thành chứ không phải Vũng Tàu. Sài Gòn, Bến Thành đâu có biển. Có. Hồ bơi. Hồ bơi thôi, đắm bạch, em chơi chiếc bo bo nè. Bo bo hả? Ừ, em đi mai chinh lợi đó, chứ không phải đâu. Rồi có đi giá luôn hả? Giá chinh lợi. Trời đất quỷ thần ơi. Chưa đẻ đứa nào đó, hỏi chưa qua coi. Giá lợi hình như tốn cũng 3 triệu đó. Trời ơi. Giá rồi để cho nó đủ luôn, ra quyết hồng máu luôn. Xuống bò bò chạy hết nước nó đục bánh bách 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 bốc 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 nó thiệt luôn vậy hả? Ừ, kia bị cặn khó đó, kể như là giống như là nó tay bẻ tép bé hết trơn rồi. Ừ. Mai lại rồi, cho chạy. nó cho nó giống như em bé lại. Ừ, gửi hả, gửi nó chơi. Ừ, rộng quá không chịu. Ừ, như đó. Rồi bắt đầu bà kia làm máu còn chinh rồi đang động phòng quá chút. Ừ, không có nó chủ đó. Rồi cái người đó phát hiện không đó. Rồi là khách sạn trắng bốc vậy nè, vô ngủ ha. Ừ, ông động phòng đâu có dò tôi đen lên, dơ cái thấm cảm. Ừ. Ừ, nó không hợp nó xấu luôn đó. Ừ. Tôi nói ông tin mà. Có chồng Hàn Quốc. Ừ. Rồi thằng chồng đủ không nổi ly về. Ừ. mới bước anh kiểm đó. Ừ, vậy là ông cái ông Hàn Quốc đó là chịu còn không thấu với mơ luôn. Ừ, quỷ thần ơi. Thằng Sơn, thằng Kiểm, nó hai chồng không à, với thằng Trần Minh Hôn ba thằng chồng. Ừ, cái đó là rồi. Cái đó là chồng chính thức. Còn mấy anh chồng ở hẻ lang bang đi 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 đây là 1.000 thằng. Ừ, quá rồi. Đó, ông mà bây giờ ông gì mà ông lấy mấy bà này ông đâu chịu. Mà bây giờ nè, trong chịu đây hả? Trong đó có Phong không? Lấy gì? Dạ. Trong 1.000 thằng nó có Phong trong đó không? Không, mới thấy lần đầu tiên. Ừ, cũng như chưa có rớ ra được phải không? Tôi chưa rớ không? Ừ. Nói thiệt à, rớ không nổi. Ừ. Rớ không nổi. Thì đúng rồi. Nhưng mà đối với em nói thẳng nha. Ừ. Em cũng đủ anh. Ừ, đúng rồi đó. Nhưng mà không đủ ổng là mày mất công danh tiền bạc luôn. Dạ hả? Bởi vì sao? Tính sao giờ? Chết chứ sao? Bà phò không lo rồi chết. Nằm đấm chứ bà mới nãy mới hả? Mới nãy mới nói nè. Cho ông Mai làm cái kìa. Ừ. À, trước khi mà cho chú rể động phòng là cho ông Mai làm cái. Chừng nào đám cưới ha? Chứ giờ à, chưa thèm quá à, gì. Dạ chừng nào mà đám cưới mới cho phải không? Ok. Khi nào mà chắc ăn rồi mới được phải không? Ừ. Giờ là ông Mai lúc nào đám cưới á, rồi bắt đầu lên dàn nhạc đồ, cái tối nó bắt nhạc mình vô đâu trong toilet đâu. Ừ, nhà trọ rồi mình đủ cái rồi. Vậy là ông Mai ổng ăn trước rồi à, chú để ăn cái sao phải không? Là ông lo taxi cho tôi là dàn nhạc ok luôn. Dữ vậy hả? Cho chơi phịch đít luôn. Ừ, hiểu không? Ừ. Còn cái vụ mà tôi yêu ông đủ đéo cho tao cần. Ừ, tôi chỉ cần ông lo cái dàn nhạc của tôi taxi ok cho tôi. Đúng rồi. Năm quanh luôn chơi. Ừ, nhảy ha. Hít mình cho tôi còn cái đủ mát nào khùng nữa không? Ừ. Chơi Mỹ à, đó ông không có làm. Lại chứ quanh nhà ông không quay à. Bây giờ nè, trước khi mà đám cưới đó, bữa đó có ca bà nào không? Hả? Bữa có đám cưới đó, có ca bà nào không? Giờ à, ca bản à... Bản gì mà vui vui cho ngày đám cưới rồi. Vui vui quá không? Bắt con nhái bầu. Rồi, ok. Chứ à, qua lối nhỏ vào nhà em. Rồi, chơi luôn. Cái khúc nào mà Phong hiểu được, Phong ca theo luôn. Rồi, với cái bản à, gì nào? À, sương gió gì mùa lạnh gì đó. Không, bây giờ nè, nhớ bài nào ca bài đấy liền rồi đi. Cái à, gì cái bản gì à, cũng cho ông kiểm vô sống luôn. Rồi không, bây giờ nè, thương gì nó không nói tốt mà tôi ăn học mà. Bắt con nhái cho có bầu rồi. Ừ, vô. Bắt con nhái bầu cắm tại đầu cầu vui, chờ khi nước lớn cá lời cắn câu em ơi. Hai ta ngồi bên nhau dưới chiếc chuồng ba lá, anh tạt nước em thì bơ dầm như dòng nước lên đên. Quá hay. Được không? Quá hay. Rồi. Qua lối nhỏ vào nhà em đi. Rồi qua lối nhỏ vào nhà em. Đến nhà ta đi. Rồi. Qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé vào thăm sờ ba má em đòi tiền. Anh quá nghèo đầu giảm chè leo mơ ơi, bởi anh số nghèo tay trắng tay. Được không? Trời mơ này ca rồi, bài gốc tôi quên mẹ luôn rồi. Thế rồi. Rồi sương lạnh không? Qua lối nhỏ vào nhà em. Ừ.
Muốn ghé vào thăm sờ ba má. Em đòi tiền. Buồn lòng. Vậy không đòi tiền chắc cứu của buồn lòng. Đã làm nè. Ông không biết chưa. Rồi rồi tiếp. Rồi giờ ca bản Tiến Sương đây. Rồi. Tiến Sương khó ca ha. Chơi luôn. Chơi luôn à. Mình đang sung mà. Sương tiết lành ngoài Việt Nam, đã lành gió băng mà đời tôi con gái chưa biết yêu một lần. Anh con sang nhà giàu, tôi số mộ coi nghèo đâu dám mơ mơ yêu. Khi đời con gái yêu biết ai mà chúng thì tôi đâu sợ chết gì mà cuộc đời đâu dám ham tiền người ơi. Bởi tôi khổ mà lương tâm. Ông tôi biết không? Quá hay thêm rồi. Bản kiểm soát đi. Rồi, ok bản luôn. Kiểm soát đó, tôi ca cho quý vị nghe sao nè. Khi anh em đồng nghiệp kiểm soát, cơ quan khi bước qua giám đốc mơ màng, trai gái đẹp nhiều người sao anh không ngẫm nghĩ anh Kiệm ơi. Em chỉ là con gái sợ ganh, anh yêu không sợ chết hay buồn. Sợ em chê qua đường rồi anh buồn anh khóc mình anh. Được không? Bốn bản rồi đó. Quên bốn hết. Thôi bây giờ tới chú ca bản với công đi. Rồi ca bài gì nè? Ca bản bài gì mà cứ giọng phải khàn mới được nha. Bây giờ chú ca cổ là ca nhạc. Không, bây giờ không có ca cổ. Ca sàn này ca mộng quế. Sàn 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 sàn. Sàn xế xế sàn sầm xì. Uy tín để vậy đó. Còn chú ca bản hai gì? Rồi. Nè ông tính chưa? Cái bài nào mà phải có chất giọng nó hơi khàn. Dạ. Cái bài nào mà ông mà chắc buồn. Buồn. Cái ca bản thành phố buồn đi. Rồi. Ừ. Xin thưa quý vị, bây giờ Phong sẽ ca một bài nhà chứa bà thành phố buồn để phục vụ ta chắc điện giật phục vụ 1.000 khán giả phía dạ. Trước nè quá trời vỗ dạ. Tay khán giả ơi 800 tỷ ngàn khán giả xin chào khán giả dạ cười giỡn ông Phong đó nước lạ đó trời ơi khán giả dạ. Sao màn hình quá trời đông luôn rồi sớm quá trời đông rồi mời lên đám cưới rồi mời hết nha mới nãy kêu ca bài gì quên rồi thành phố buồn rồi xin bắt đầu Tôi giới thiệu trước, ông nội, tôi buồn. Rồi, vô. Để con giới thiệu trước. Vô. Rồi, vô. Thấy con mới được. Dạ, xin phép. Dàn nhạc của con xin bắt đầu. Chú nào ở xứ xa là Lê Phiêu Bạc. Quay setup cho chúng con. Bé mộng mơ mồ côi. Chưa chồng. Có gì chúng con nói xin lỗi quý vị. Bỏ qua giùm con người men rồi tất cả nghe. Giờ anh Phong ca bản. Ông ca gì? Thành phố buồn. Thành phố buồn. Nhớ rồi. Dạ con nhớ rồi con mà con không có mất trí nhớ thần kinh nữa. Thành phố buồn cho các anh chị sống lại cười mà cười giỡn chơi nghe anh chị ơi. Nam ca sĩ quên nam ca sĩ gì? Ông tên gì? Nam ca sĩ gì tên gì? Ông tên gì? Kim gì chơi sông à? Chơi sông dông. Đây là Nam suy nghĩ chơi sông dông anh Thanh Phong. Việt Nam Việt Kiều Mỹ. Thành phố buồn nha. Dạ con cái thằng cơ đó. Đâu làm ở đây rồi đêm nay chết ta chơi buồn rồi chơi. Dạ. Lớn lên. Chơi sông dông xin phép ca bài thành phố buồn. Lớn lên. Xin phép được bắt đầu. Cho bà sao. Vô ha. Vô. Ghế cười. Để vỗ tay. Vỗ tay con, cũng ghế con. Để ông chữ con. Để cho mày cười đi. Ai cục trong nhà đó. Vô. Dạo nhạc nha. Thôi vô. Dạ. Rồi vô. Lại ổng rồi, quái đó. Thành phố buồn. Mày bà sao mà coi cấp trên á. Lắm không em cùng về chơi cơn gió chiều lớn lên tâm hồn lớn lên khang tiếng chị ơi ca với bạn hồi về tôi ngáp luôn á lại rồi để tôi ca cho thôi bây giờ để tôi ca cứ đi bữa nào chơi cho tới đi cùng á thằng cùng vợ tao không cư đó để biết tao cùng để bà sáu bà nói tao chữ vô cùng à. Vô nha thôi ông ca mà cái giò tôi thấy như điện giật tôi đứng không ngay luôn nghe hả vậy giờ dịnh cái giò đó nha rồi dịnh nha giật đụng mẹ đêm nay chắc tao chơi vạn luôn